Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 121: Tâm địa thanh tịnh, việc này vô cùng quan trọng. Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông là một tiều phu đốn củi. Ngài không biết chữ, Ngài không có học qua một bộ kinh nào. Không chỉ không có học qua, mà cũng không có đọc qua bộ kinh nào. Có một hôm, khi Ngài đi đốn củi, đi ngang qua cửa nhà người ta, bên trong có người đang tụng kinh Kim Cang. Ngài đứng bên ngoài cửa nghe, sau khi nghe qua một đoạn, Ngài liền khai ngộ. Ý nghĩa của kinh, người đọc chưa tường tận, người nghe thì đã tường tận rồi. Việc này là thế nào vậy? Ở trong Phật Pháp có nói, việc này là do thiện căn trong đời quá khứ của Ngài quá sâu dày. Ngay trong đời này, tâm địa thanh tịnh, cho nên khi vừa nghe thì liền tiếp nhận, Ngài liền tường tận. Ta đọc thứ gì, nghe thứ gì, tại vì sao không thể hiểu được ý nghĩa của nó? Tâm của chúng ta là ô nhiễm, tâm bị loạn động. Tâm của Ngài thanh tịnh, túc căn sâu dày, cho nên vừa nghe liền khai ngộ. Sau khi Ngài khai ngộ rồi, đến Hoàng Mai cầu Pháp. Gặp mặt sau khi vừa hỏi xong, Ngũ Tổ phái Ngài đến nhà bếp để giã gạo, đốn củi. Lúc đó đệ tử của Hoàng Mai có hơn 3.000 người. Mỗi ngày nấu cơm thì số củi gạo cần rất nhiều, nên phải có người chặt củi, gạo phải có người giã. Công việc này rất là cực nhọc. Ngài ở Hoàng Mai qua 8 tháng, chưa được nghe giảng kinh một lần nào, cũng chưa hề gặp mặt Lão Hòa Thượng một lần nào, chỉ gặp mặt một lần khi bước vào Sơn Môn. Qua 8 tháng không gặp lại một lần nào nữa. Khi Lão Hòa Thượng muốn truyền Pháp, Thần Tú làm ra một bài kệ. Sau khi Ngài nghe qua liền sửa bài kệ đó. Nhờ vào cái nhân duyên như vậy, Lão Hòa Thượng mang y bát mà truyền cho Ngài. Lão Hòa Thượng nửa đêm giảng kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Giảng đến, nên không chỗ trụ, mà sanh tâm kia. Ngài liền hoắc nhiên khai ngộ. Việc này chính là nói, Ngài tất cả thông đạt rồi. Lúc đó Ngài mới có 24 tuổi. Học trò của Ngũ Tổ rất nhiều. Ngài đem y bát truyền cho Ngài, mọi người không phục, sẽ gây phiền phức cho Ngài. Cho nên Ngũ Tổ chỉ điểm cho Ngài, bảo Ngài nửa đêm lén mà ra đi, bảo Ngài lánh nạn. Chính ngay lúc lánh nạn, Ngài gặp được Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni. Chính vào cái năm lánh nạn đó gặp được Tỳ Kheo Ni ở thôn Tàu Hầu. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni cả đời thọ trì Kinh Niết Bàn. Số lượng của Kinh Niết Bàn rất nhiều. Kinh Niết Bàn ở nước ta có mấy bản dịch khác nhau, ít nhất là 36 quyển, nhiều là 40 quyển, số lượng vượt xa Kinh Pháp Hoa. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni thỉnh giáo Ngài. Ngài nói, tôi không biết chữ, cô hãy đem bộ kinh này đọc cho tôi nghe. Vô Tận Tạng liền đọc. Đọc xong, Ngài liền giảng cho cô ấy nghe. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni nghe xong liền khai ngộ. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng tuy là không biết chữ, thế nhưng tâm Ngài thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Do đây có thể thấy, chỉ cần tâm tánh của bạn hoàn toàn hồi phục được thanh tịnh, tinh khiết, không nhiễm bụi trần, tận hư không khắp pháp giới, tất cả sự lý, bạn liền hoàn toàn có thể thấy được. Sáu căn của bạn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì không có thứ nào mà không tường tận, không có thứ nào không thông đạt. Tâm địa thanh tịnh, việc này vô cùng là quan trọng. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.